Nhân vật Uetun Na Kang Lim, tập 28. Tiếp tục với tập trước, Kang Lim và Sirin dùng mấy cái tủ đẩy lại chặn cánh cửa. Phù, như thế này sẽ cho chúng ta thêm chút thời gian, giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta đã vượt qua tầng 3 và tầng 2 nơi cấp dưới của hắn ta đang ở, chặn chúng ở đây, chúng sẽ không còn là vấn đề nữa, người duy nhất còn lại là kẻ đang giữ tầng 1. Nhưng dù mình có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù mình có cố gắng thử cách nào đi chăng nữa, mình cũng không thể làm gì hắn. Ngay giữa sự kiện dàn xếp trận đấu ở ESW, nhân vật chính đã cố gắng lấy lại sự trong sạch cho cha Sirin, và anh ta phát hiện ra rằng những người môi giới là thành viên của một tổ chức tội phạm. Vậy nên, nhân vật đã chính trở thành mục tiêu của chúng, và hiển nhiên sẽ có một phân cảnh hành động giống như trong các bộ truyện shonen khi mà họ giao chiến với nhau. Tuy nhiên, như đã nói trước đó, nhân vật chính là một vũ khí sống, một giống loài có sức mạnh vô thực vượt xa khả năng của người thường. Thế nên các cảnh hành động luôn nghiêng phần thắng về nhân vật chính. Để đối phó với điều đó, ESW đã phá vỡ khuôn mẫu đấy, bằng cách giới thiệu một phản diện với sức mạnh như thế ở phe kẻ thù. Và kẻ phản diện đó chính là tên môi giới, thế nên, mình không thể tìm được cách để đánh bại hắn. Mình đã thử mọi cách, cả hai lặng lẽ cúi xuống bỏ qua phía sau trong lúc hắn lơ đẳng nhất. Thế nhưng vẫn không có tác dụng, khi mà hắn ta lại có Haki quan sát. Vậy nên mình đã làm liều. Đó là cầm hàng ra phang vào hắn trong lúc mất cảnh giác. Thế nhưng kết quả là hắn đã chặn lại chỉ bằng một tay. Sirin và Kang Lim vặn hết ra hết số mà chạy trốn khỏi tên Hyung Nim này. Thế nhưng vèo một cái tên này đã tốc biến ra phía sau của Kang Lim, tay chuẩn bị vung nắm đấm. Kang Lim thấy tên này quá chi là cao thủ đi, nên đã đứng lại giơ tay đầu hàng. Thế nhưng hắn đã tặng Kang Lim một đấm ngay giữa mặt mà thực hiện lại vòng lặp luôn. Lại một lần nữa, Kang Lim đối đầu với hắn tại vòng lặp. Lần này thì tên Hyung Nim lên gối Kang Lim thở không nổi luôn. Thanh niên lại một lần không thể đối đầu được với tên này mà lại tua ngược lại. Lại tiếp tục là một đấm vào mặt, cú đấm quá mạnh làm thanh niên hẹo luôn, thế là lại tua ngược. Tiếp nữa là một cú đạp vào bụng, làm cho nội tạng nên trong vỡ nát. Lực đạp của hắn quá mạnh, theo quán tính Kang Lim bay dính vào tường luôn. Vòng lặp lại tái hiện, một lần nữa đối mặt với hắn. Tên này nắm lấy đầu của Kang Lim một cách nhẹ nhàng. Rồi ấn mạnh cái đầu của Kang Lim xuống cái mặt sàn làm bằng bê tông bên dưới. Kết quả thì cũng hiểu rồi đó, Kang Lim hẹo, vòng lập lại thực hiện. Lần này thì cha Sirin bị hắn đánh cho hộc máu mà hẹo, vòng lập lại thực hiện. Lần thứ N, Kang Lim lao lên tung đấm đánh trả lại hắn. Thế nhưng kết quả thít cũng hiểu rồi, hắn chặn lại nắm đấm của Kang Lim một cách nhẹ nhàng rồi tung lại một đấm vào mặt thanh niên. Không biết là đã thử bao nhiêu lần, vòng lập cũng đã được thứ N lần. Và kết quả thì vẫn như vậy, lần nào Kang Lim cũng bị hắn xử một cách nhẹ nhàng. Trở lại với hiện tại, ở lần thứ N của vòng lặp, phù, như thế này sẽ cho chúng ta thêm chút thời gian, giờ chúng ta làm gì đây? Kang Lim lúc này phải chịu một áp lực cực lớn về tinh thần lẫn thể xác, mệt mỏi nói, đợi đã, nghỉ ngơi một chút đi. Tớ chỉ cần nghỉ một chút thôi, Kang Lim lúc này đã đuối dữ lắm rồi à. Thanh niên ngồi xuống một cái ạch lưng dựa vào tường, Sirin lo lắng, Kang Lim. Thật ra thì bao nhiêu đó vòng lập thì Kang Lim dù có quay lại thì vẫn là chính bản thân thanh niên đã nếm trải qua hết, và cảm giác cũng như vậy, ngạc nhiên là, nó không tệ như mình nghĩ. Có lẽ vì mình đã ngừng đếm số lần thất bại sau khi đạt đến 3 chữ số, ở một thời điểm nào đó, mình dường như muốn mặc kệ, may mắn là tinh thần của mình không bị suy sụp. Mình không muốn bỏ cuộc, ha ha, điểm lưu của mình dù sao cũng đã bị lỗi, mình không thể chạy ngay cả khi mình muốn. Mình không có lựa chọn nào khác. Đó là điều chỉ mình có thể làm, nếu mình không làm điều đó, ai sẽ làm, ngoài việc mình phải làm điều gì đó. Kang Lim cố gắng gượng dậy nói, tớ ổn, không vấn đề gì đâu, chân của tớ cần nghỉ ngơi trong chốc lát, tớ sẽ khỏe lại sớm thôi. Sirin nhìn Kang Lim suy sụp mà đầy lo lắng cho thanh niên, thế nhưng nhỏ chẳng biết được hay nhớ được những gì đã trải qua ở các vòng lặp. Kang Lim đầy quyết tâm nói, tớ phải đứng lên, thế nhưng đôi chân của thanh niên cứ run rẩy không có một chút sức lực nào. Kể cả là cả thể của thanh niên luôn. Liệu có thế không, để thoát khỏi gã đó, nếu không thể thì sao, không, mọi nỗ lực vốn đã không hiệu quả, mình đã sử dụng tất cả các phương pháp mà mình có thể nghĩ ra, đó thực sự là điều tốt nhất mình có thể làm sao. Điều gì xảy ra nếu số vòng lập bị giới hạn, sau đó thì mình thực sự chết, và cha Sirin cũng vậy, cũng không lạ lẫm gì nếu nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vậy còn những sự cố khác xảy ra sau chuyện này thì sao, nếu mình chết và không thể ngăn những chuyện đó xảy ra. Thì cả Yuza Hi cũng.
Cha Sirin nhìn Kang Lim sụp đổ cả tinh thần lẫn thể xác mà lo lắng. Kang Lim, hãy nhìn tớ này, Kang Lim. Không được, Na Kang Lim, mày phải dừng suy nghĩ như vậy. Nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chết tiệt, tại sao vai trò này lại phải là mình trong số tất cả mọi người? Nếu người ở đây bây giờ là nhân vật chính, hoặc ai đó có năng lực hơn một chút như Kang Ho Chun. Nếu người đó không phải là mình, Sirin ôm thanh niên vào trong lòng. À không phải là ôm mà là úp mặt thanh niên vào anh em ạ, nhỏ nói, không sao đâu. Cậu không cần phải ép buộc bản thân đến vậy đâu, không sao. Kang Lim bất ngờ đẩy bản thân ra nói, cảm ơn cậu, nhưng bây giờ không phải lúc để. Thế nhưng cha Sirin lại ôm thanh niên vào lai pha này giải cứu được Sirin về là thanh niên lại cưa được em nó luôn rồi anh em ạ. Ừm, tớ đã bao giờ nói với cậu chưa, lý do Song Ưn Sa bảo tớ phải cẩn trọng lời nói, cái gì? Một phần là để phục vụ cho fan service và cảnh giác với truyền thông, nhưng có lý do khác tại sao tớ bắt đầu nói năng như thế. Tớ cũng là một con người, nên tớ không thể luôn thắng, tớ đã đối mặt với sự thất bại và tụt dốc nhiều lần, mỗi lần điều đó xảy ra, tớ lại cố gắng hơn. Vì vậy tớ không quan tâm đến mọi người xung quanh mình, và tớ đã luôn hành xử ngạo mạn với tất cả mọi người, vậy nên Song Ưn Sa nói với tớ rằng phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, và đó là lý do cô ấy gợi ý dùng những lời nói nhã nhặn hơn. Khi cậu gặp phải một khó khăn và cảm thấy mình nhỏ bé và thiếu sót, cậu có thể muốn thay đổi nó ngay lập tức, nhưng điều đó là không thể. Thực tế không như truyện tranh hay phim ảnh, ý chí và sức mạnh tinh thần đều có giới hạn chịu đựng, chỉ có thời gian mới giúp cậu có thể thay đổi và vượt qua nó. Kang Lim im lặng lắng nghe những lời động viên từ nội tâm của Sirin. Nhỏ lại nói, nhưng nếu cậu vẫn cần hỗ trợ, nếu cậu thấy cậu hết cách rồi, vậy thì cậu cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh cậu. Tớ nghĩ điều này đúng cho mọi thứ, không chỉ ở những trò chơi, bởi vì luôn có người hỗ trợ bên cạnh những người vĩ đại. Nếu cậu tìm sự hỗ trợ từ tớ, Na Kang Lim, không phải sẽ tốt hơn sao? Kang Lim nói, à, không, nó không phải như vậy. Sirin nói, tớ thấy thật nhẹ nhõm, tớ nghĩ giống vậy đấy, tớ mừng vì cậu ở bên tớ trong tình huống này. Sirin cười mãn nguyện, tớ rất vui vì đó là cậu, Kang Lim. Kang Lim nhìn Sirin an ủi mình mà trong lòng suy nghĩ. À, mình đã quá kiêu ngạo, mà để bản thân bị cuốn theo mà không hề nhận ra, chỉ vì mình có được khả năng sử dụng vòng lặp. Mà mình đã nhầm tưởng bản thân trở thành nhân vật chính đó, mình là ai mà nghĩ đến chuyện cứu tất cả mọi người cơ chứ, chưa kể đến chỉ một mình. Mình chỉ là một người đồng hành trong tình huống khủng hoảng này mà thôi, chỉ thế thôi, Sirin nhìn Kang Lim bất ngờ đứng dậy. Kang vực lại tinh thần nói, cậu có thể lắng nghe tớ một chút không, tớ đang suy nghĩ cách để trốn thoát. Điều duy nhất có hiệu quả trong tất cả các nỗ lực của mình cho đến nay là điều này, dụ hắn ta tới cầu thang để cha Sirin có thể đánh lạc hướng hắn ta. Và nhảy ra từ cầu thang, đập một chậu cây vào đầu hắn ta, nếu chúng ta làm điều này. Dẫn dụ cộng đánh lạc hướng cộng tấn công bất ngờ cộng sức mạnh của chậu cây cộng sức bật nhảy, nó chắc chắn phải là một đòn tấn công tổng hợp có thể hiệu quả, phải không? Nhưng có khi ngay cả điều đó cũng không đủ, hắn ta vẫn có thể tránh đòn tấn công của mình vào phút cuối. Vậy nên tớ nghĩ chúng ta cần thêm điều gì đó nữa, Sirin nói hừm, nếu chúng ta thêm một bước nữa, thì có thể là khiến hắn mất tập trung, phải không? Hắn ta đã tỏ ra khó chịu trước lời khiêu khích của tớ trước đó, hắn ta có vẻ không thể kiềm chế cảm xúc, vậy nên nếu chúng ta kích động hắn sẽ không thể phản ứng kịp đòn tấn công bất ngờ của cậu. Có thể đấy, nhưng chúng ta có thể sử dụng điều gì sẽ làm rối loạn cảm xúc của hắn, à, sao đây? Sirin nói, khi họ đưa tớ đến đây, tớ đã thoáng thấy một điều gì đó, sau khi tớ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tớ thấy hắn ta cất thứ gì đó trong két sắt. À, nó sẽ không hiệu quả. Tớ đang nghĩ làm thế nào chúng ta có thể lợi dụng điều này, nhưng tớ còn không biết đó là gì. Và tớ cũng không biết mật khẩu của két sắt. Kang Lim suy tính, tại sao mình không nghĩ đến điều đó, mình có thứ khác mà mình có thể sử dụng chứ không chỉ vòng lặp. Cho dù thông tin sự kiện y từ ESW đã thay đổi và không thể sử dụng, thì thông tin nhân vật từ ESW vẫn được giữ nguyên, chứ nhỉ? Kang Lim nói, được rồi, cha Sirin, tớ đã biết điều cần phải làm rồi. Sirin ngạc nhiên, cái gì? Như vậy tập hôm nay tạm dừng ở đây nhé, đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé.